Kính thưa quý vị, giới phân tích quốc tế và truyền thông phương Tây đều cho rằng ông Tô Lâm sẽ trở thành Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước. Đồng thời, ông sẽ nắm trọn quyền lực lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Việt Nam sau Đại hội Đảng 14 tới đây. Ngay sau khi Tổng trọng qua đời, theo thông báo của Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm trở thành quyền Tổng Bí thư. Với lý do trước khi chết, ông trọng đã bày tỏ sự tin tưởng Đối với việc ông Tô Lâm sẽ tiếp tục duy trì công cuộc đốt lò chống tham nhũng do ông trọng để lại. Theo giới phân tích, chủ tịch Tô Lâm vốn là cựu bộ trưởng Công an là người có khả năng nhất trong việc lèo lái con thuyền Việt Nam vốn đang đối mặt với thách thức địa chính trị từ Trung Quốc. Quan trọng hơn, ban lãnh đạo Hà Nội hy vọng ông Tô Lâm có đủ kinh nghiệm để duy trì mối quan hệ cân bằng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc để đảm bảo quyền lợi chính trị cũng như kinh tế của Việt Nam. Chỉ trong hơn 3 năm đầu của Đại hội 13 đã có tới gần một nửa ủy viên bộ chính trị phải khăn gói ra đi. Do đó, thông báo của bộ chính trị ngày 18 tháng 7 cho thấy, về cơ bản, trong nội bộ lãnh đạo cấp cao đã có sự đồng thuận, dù chưa phải là tuyệt đối, về việc ông Tô Lâm sẽ trở thành tổng bí thư tại Đại hội 14. Theo quy định 214 của bộ chính trị, tại thời điểm hiện nay chỉ có Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính đủ tiêu chuẩn để trở thành ứng viên trước Tổng Bí Thư do đã có ít nhất chọn một nhiệm kỳ là Ủy viên Bộ Chính trị. Tuy nhiên, ông Tô Lâm là một sự thay thế tốt hơn cho vị trí của ông Trọng. Ông Phạm Minh Chính không thể vừa là Thủ tướng Chính phủ, vừa giữ cương vị Tổng Bí Thư. Từ nay tới Đại hội 14, còn nhiều bất ngờ có thể xảy ra. Chủ tịch Tô Lâm đang ở tình thế có ít sự ủng hộ từ ban lãnh đạo cấp cao, và các ứng viên trong cuộc đua, ai cũng có con bài tủ của riêng mình. Nhà báo David Brown mới đây nhận xét, hiện chỉ còn một người có khả năng ngáng đường ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí Thư, đó là Thủ tướng Phạm Minh Chính. Do đó, vấn đề còn phụ thuộc vào việc ông Tô Lâm có thể lôi kéo đủ đồng minh hay không. Cơ hội cho Đại tướng Lương Cường, thường trực bang Bí Thư vẫn còn. Vì đến Đại hội 14, ông Lương Cường đã làm chọn một nhiệm kỳ Ủy viên Bộ Chính trị, tức thỏa mãn Quy định 2M4 cho điều kiện ứng cử chức vụ Tổng bí thư. Hơn nữa, theo các nguyên tắc của Điều lệ Đảng quy định, Thường trực Ban bí thư, tương đương Phó Tổng bí thư, sẽ thay thế cho Tổng bí thư để điều hành hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương cho đến lúc Ban Chấp hành Trung ương họp bất thưởng bầu ra Tổng bí thư mới. Từ nay đến Đại hội 14, còn 16 tháng là thời gian đủ dài để ban đảng và các tướng lĩnh quân đội có thể xoay chuyển tình thế. Cho nên, không loại trừ khả năng thường trực ban bí thư lương cường có thể vượt lên. Quy định số 2014 còn nêu tiêu chuẩn trường hợp đặc biệt dành cho các ứng viên của chức danh tổng bí thư. Theo đó, ứng viên cũng có thể không hội đủ một số tiêu chuẩn theo quy định. Trường hợp này sẽ do 180 ủy viên ban chấp hành trung ương chính thức biểu quyết để quyết định. Đây là một thách thức lớn, đòi hỏi ứng viên phải có uy tín để nhận được sự tín nhiệm của số đông. Đây cũng là điều hạn chế đối với chủ tịch Tô Lâm, nhưng ngược lại là lợi thế của thủ tướng Phạm Minh Chính và thường trực ban bí thư Lương Cường. Vạn vật luôn vận động, chính trị Việt Nam cũng vậy, do đó, chưa thể khẳng định chắc chắn rằng ai sẽ là tổng bí thư tại đại hội đảng 14 tới đây. Bài học kinh nghiệm vào cuối năm 2015 cho thấy lúc đó hầu hết giới quan sát và phân tích chính trị Việt Nam trong nước và quốc tế đều cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thua cuộc trước Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc đua quyền lực vào chiếc ghế Tổng Bí thư tại Đại hội 12. Quý vị vừa nghe xong bài nhân sự cho ghế Tổng Bí thư tại Đại hội 14 vẫn có thể thay đổi vào phút chót của tác giả My được đăng trên trang thời báo Zee. Kính thưa quý vị, ngày 23 tháng 7, blog Lê Quốc Quân trên VOA tiếng Việt có bài bình luận Sau quốc tang là điều gì cho tổ lầm? Tác giả cho biết, đã 4 năm kể từ sau cái chết của ông Lê Khả Phiêu, Việt Nam mới tổ chức một lễ quốc tang. Theo Nghị định số 125 năm 2012, đây là hình thức lễ tang cao cấp nhất dành cho cán bộ công chức, viên chức nhà nước gồm 4 cấp, lễ quốc tang, lễ tang cấp nhà nước, lễ tang cấp cao và lễ tang cán bộ công chức, viên chức. Trong thời gian tổ chức lễ quốc tang, quy cách cờ rủ, số lượng vòng hoa, giải băng đen, địa điểm tổ chức lễ tang và nơi an táng đều được quy định theo nghị định. Tác giả cũng cho biết, ông Tô Lâm với tư cách là trưởng bang lễ tang sẽ đọc lời điếu và tuyên bố phút mặc niệm, trong khi quân nhạc sẽ cử bài Hồn Tử Sĩ của cố nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Ông Trọng sẽ được mai táng tại Nghĩa Trang Mai Dịch và vị vua tại vị hơn 13 năm sẽ trở về với lòng đất vô tri vào lúc 3 giờ chiều ngày 26 tháng 7. Tác giả nhận xét, ông trọng được coi là nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất trong lịch sử hiện đại của Việt Nam. Là tiến sĩ về xây dựng Đảng, ông đã gây bất ngờ cho nhiều nhà quan sát chính trị khi loại được thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để bước lên vị trí quyền lực tối cao vào năm 2016. Ông trọng cũng có biệt tài nói xuôn mồm, người nghe thấy liền mạch và hợp lý nhưng không động lại được gì về mặt tư duy. Là sinh viên khoa văn, ông có thể thực hiện liên khúc. Nhiều chuyện nghe có vẻ sướng tai, nhưng ngẫm nghĩ kỹ thường lại xung đột lẫn nhau. Tác giả cho rằng, chính ông cũng đang lúng túng trong một mớ lý thuyết về chủ nghĩa xã hội đang bị thực tiễn thách thức gay gắt. Lấy cảm hứng từ đà hộ diệt ruồi của Tập Cận Bình, ông thúc đẩy một chiến dịch chống tham nhũng được gọi là đốt lỏ. Ông đã chỉ đạo hàng loạt cuộc điều tra, xét xử nhiều vụ tham nhũng lớn, đưa ra ánh sáng nhiều quan chức cấp cao. Thế nhưng, nỗ lực đập chuột nhưng tránh vỡ bình của ông sẽ là vô vọng vì chính chiếc bình sinh ra chuột và cuộc ruột đập này sẽ mãi mãi không bao giờ chấm dứt. Tác giả bổ sung, khi tiến hành đốt lò, ông Trọng rất cần một công cụ và thanh gươm mà ông sử dụng chính là bộ công an do Tô Lâm đứng đầu. Ông Tô Lâm giờ đây đã dựa vào thế đốt lò mà ra đòn với các nhân vật tiềm năng có thể thay thế ông trọng. Tiếc rằng, thanh gươm bộ công an được ông trọng sử dụng nhằm triệt hạ những quan tham đã dần dần bành trướng, cản đường tất cả những ai có khả năng tiềm tàng bước đến vị trí cao nhất và buộc bộ chính trị làm con tin để Tô Lâm thực hiện ý đồ của mình. Tác giả cũng cho rằng, với cương vị chủ tịch nước và là trưởng ban lễ quốc tang cho ông trọng, Tô Lâm đang là người có quyền lực nhất và ứng viên sáng giá nhất cho chức danh tổng bí thư. Tuy vậy, ông còn hơn một năm nữa để chứng tỏ mình là lựa chọn duy nhất. Trước mắt, chắc chắn, Tô Lâm sẽ tiếp tục công cuộc chống tham nhũng, đồng thời thực thi chính sách ngoại giao cây tre để duy trì thế chiến lược quân bình giữa Mỹ và Trung Quốc. Với chuyến xuất mã đầu tiên sang Lào, rồi Campuchia, Tô Lâm khẳng định cam kết coi trọng mối quan hệ láng giềng hữu nghị của Việt Nam với hai nước anh em này và làm tăng xung đột với những lợi ích của Trung Quốc tại Campuchia qua kênh đảo Funan Trong bối cảnh có quá nhiều kẻ thù trong và ngoài nước, liệu ông Tô Lâm có đủ bản lĩnh để đối phó hay không? Tác giả nhận định tất cả phụ thuộc vào sự khôn ngoan của ông Tô Lâm trong việc dàn xếp nội bộ. Theo đó, tuyệt đối phải hòa hoãn với cánh quân đội, giữ tình hòa hiếu được với bạn vàng phương Bắc và Hoa Kỳ. Nếu Tô Lâm làm được như vậy, hình ảnh một vị tướng công an đã tham gia bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, ăn bò rát vàng hay chỉ đạo tấn công vào làng Đồng Tâm có thể sẽ được quên lãng. Thế nhưng, từ nay đến Đại hội 14 vẫn là một chặng đường dài đối với Tô Lâm. Quý vị vừa nghe xong bài Tô Lâm toàn tính gì trong hoàn cảnh tứ bề thọ địch của tác giả Xuân Hưng. Kính thưa quý vị, người Việt có câu cái quan định luận để chốt lại một đời người. Nghĩa là khi đậy nắp quan thì mới phân biệt được người tốt hay xấu và di sản họ để lại là gì giữa vô vàn thay đổi của kiếp nhân sinh. Giờ đã đến lúc chúng ta có thể bình tĩnh nhìn lại những di sản của một người mang chân mệnh đế vương vừa mới qua đời. Con người đặc biệt, ông Nguyễn Phú Trọng là một tổng bí thư đặc biệt của Đảng Cộng sản Việt Nam bởi nếu không phải là một con người đặc biệt thì không thể được tập thể coi là trường hợp đặc biệt đứng trên cả hiến pháp và điều lệ đảng trong một thời gian khá dài. Ông làm tổng bí thư ba nhiệm kỳ liên tiếp, mặc dù điều 17 điều lệ đảng ghi, đồng chí tổng bí thư giữ chức vụ tổng bí thư không qua hai nhiệm kỳ liên tiếp. Khi chỉ là tổng bí thư, ông cũng đã thay mặt nhà nước trong rất nhiều hoạt động đối ngoại, mặc cho điều 86 hiến pháp minh định. Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước chủ nghĩa xã hội Cộng sản Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Nói như Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc trong một audio bị rò rỉ ra thì Tổng Bí Thư chúng tôi là bằng nguyên thủ quốc gia. Ông từng là Chủ tịch Quốc hội trong suốt 6 năm và sau đó trở thành người thứ ba trong lịch sử của Đảng Cộng sản vừa là Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước chỉ sau Hồ Chí Minh và Trường Trinh. Sự liêm khiết đã đảm bảo cho ông một uy tín nhất định trong một thời gian dài và được xem là hình mẫu về người cộng sản cuối cùng. Thật thiết tin vào sự trường tồn của Đảng giữa một thế giới đang dịch chuyển từng ngày và một thế hệ công chức với những nhân sinh quan khác hẳn đang định hình. Nhân thân. Sinh năm 1940 tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội trong một gia đình thuần nông và là con út trong số 4 anh chị em, ông học cấp 2 và cấp 3 tại trường phổ thông trung học Nguyễn Gia Thiều trước khi trở thành sinh viên khoa Văn tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội vào năm 1963. Có lẽ không một tổng bí thư nào của Việt Nam đã dành cả đời để nghiên cứu và trở thành chuyên gia, giáo sư tiến sĩ có 102 về lĩnh vực xây dựng Đảng. Ông bắt đầu làm việc và vào Đảng tại Tạp chí Cộng sản từ năm 1967 khi ông vừa tròn 23 tuổi. Bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ tại khoa xây dựng Đảng thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Liên Xô. Sự nghiệp chính trị của ông thực sự khởi sắc khi ông cùng 19 người khác được bầu bổ sung vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản khóa 7 vào giữa nhiệm kỳ 1991-1996. Không chỉ giỏi về lý luận với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương suốt 6 năm 2001-2006, Ông còn được cho là biết giải quyết các bài toán thực tiễn trong chính trị nội bộ đảng nơi độc tài luôn luôn đi kèm với những nước đi quyền bính đầy mưu lược. Vậy ông đã để lại di sản gì? Phải chăng sau ông là hồng thủy? Di sản đối nội, đốt lò. Khi đảm nhiệm hai chức vụ quan trọng nhất cùng một lúc là Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước, ông khiêm tốn lầy kiểu. Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn, khuôn xanh biết có vuông tròn hay không? Có thể nói rằng, cho đến khi ông nhắm mắt xuôi tay, mọi việc vẫn còn giang dở và không được vuông tròn như ông mong ước. Những nhân sự ông gây dựng đều đã phải ra đi do chiến dịch đốt lò cho chính ông khởi xướng. Đầu tiên, ông đã bắt đầu một kế hoạch có lớp lang để tiến hành tiêu diệt các quan tham, củng cố sự lãnh đạo và gia tăng uy tín của Đảng Cộng sản. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Hành Quỵnh số 162 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do chính ông làm trưởng ban. Tiếp theo là báo đài bắt đầu ca ngợi ông về sự bình dị, liêm khiết, đồng thời lên án sự xa hoa và lãng phí của những quan tham trong chính quyền, tạo bức xúc tập thể đối với những con người chỉ biết phá hoại của công và nhũng nhiễu dân chúng. Ông không sử dụng nhiều hình ảnh đậm chất văn chương để nói về công cuộc chống tham nhũng. Nhưng cách nói hình tượng nhất của ông khi chủ trì phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng rằng Lò đã nóng lên rồi, thì cùi tươi vào cũng phải cháy kể từ đó những thanh cùi nhỏ tầm cấp vụ được đưa vào lò rồi đến thành viên chính phủ ủy viên bộ chính trị cả chủ tịch nước và hai phó thủ tướng phải từ chức đỉnh điểm là cùng một lúc ba cựu ủy viên trung ương đảng cùng dắt tay nhau trước vành móng ngựa trong vụ việt á và trong vòng hai năm việt nam đã phải thay thế đến ba đời chủ tịch nước ông loay hoay tìm kiếm người kế vị nhưng chỉ gặp toàn củi cho đến lúc chút hơi thở cuối cùng. Một mặt, trừng trị các quan tham, mặt khác xây dựng ông như là tấm gương sáng, là niềm hy vọng của nhiều người, đặc biệt tầng lớp cần lao. Cuốn sách Niềm tin yêu của nhân dân và bạn bè quốc tế dành cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được báo nhân dân và nhà xuất bản chính trị quốc gia. Sự thật tổ chức in ấn và giới thiệu, gồm gồm 263 bài viết, thơ, thư điện ca ngợi ông, là một nhà lãnh đạo cấp cao, có tầm tư duy chiến lược, luôn trăn trở, lo toan cho dân, cho nước, có lối sống giản dị, không màng quyền lực và vun vén cho gia đình. Công cuộc đốt lò của ông đã được nhiều người nức nở ca khen, nhưng cũng phơi bày ra trước mắt nhân dân rằng, quan chức Đảng Cộng sản thực sự là một bầy sâu và bất cứ ai cũng có thể thành củi. Ông đã mở ra hộp Pandora và giờ đây sự giữ luôn lẩn khuất chung quanh hàng ngũ cấp cao nhất của Đảng Cộng sản di sản đối ngoại, cây tre. Về mặt đối ngoại, có lẽ chưa ai được cơ hội tiếp xúc và gặp gỡ nhiều lãnh đạo thế giới, cả Đông và Tây như ông Nguyễn Phú Trọng. Với 6 năm làm Chủ tịch Quốc hội, 12 năm làm Tổng Bí Thư, trong đó có 3 năm vừa là Chủ tịch nước và Tổng Bí Thư, ông đại diện cả nhà nước và Đảng Cộng sản trong nhiều hoạt động đối ngoại và có cơ hội gặp gỡ rất nhiều lãnh đạo thế giới trong suốt 20 năm qua. Chuyến đi quan trọng đầu tiên là đến Trung Quốc vào năm 2011. Sau khi được bầu làm Tổng Bí thư, ông đã gặp chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình khi đó đang là phó chủ tịch nước Trung Quốc. Vào tháng 7 năm 2015, ông thực hiện chuyến đi lịch sử đến Hoa Kỳ và là lần đầu tiên một tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổng thống Obama tiếp đón và hội đàm tại Nhà Trắng. Dưới thời của ông, Việt Nam phiêu lưu di chuyển trên một đường danh quan trọng giữa lúc mâu thuẫn giữa hai cường quốc dâng cao và thế giới như đang chia phe rõ rệt. Đông và Tây chưa đủ. Trong 12 năm qua, nền ngoại giao Việt Nam thực sự sôi động bằng việc hội nhập rất cao và rộng mở với thế giới. Hình ảnh đó được ông khái quát là nền ngoại giao cây tre. Cho đến thời điểm này, Việt Nam đã có 6 đối tác chiến lược toàn diện và 12 đối tác chiến lược và ký kết 16 Hiệp định Thương mại Tự do song và đa phương. Vào cuối năm 2023, ông Nguyễn Phú Trọng còn vời được hai lãnh đạo của hai cường quốc lớn nhất thế giới là Joe Biden và Tập Cận Bình, bước đến trụ sở nhỏ bé của Đảng Cộng sản Việt Nam đóng tại số 1 Hùng Vương, Hà Nội, để hội đàm hầu kiến tạo một tương lai lâu dài cho Việt Nam. Và cách đây vừa đúng một tháng, ông tiếp Putin cũng ngay tại trụ sở Trung ương Đảng và đây là lần gặp gỡ nguyên thủ nước ngoài cuối cùng của ông. Chính sách ngoại giao cây tre đang thực sự bấp bênh và đầy thách thức cho những người kế nhiệm giữa một thế giới đang phân cực rõ ràng. Kiểm soát xã hội và bóp nghẹt tự do Tiếc rằng, với quyền lực lớn lao của mình, ông Nguyễn Phú Trọng đã không đạt được một nền tảng lâu dài có tính hệ thống cho Việt Nam. Hiến pháp 2013 được thông qua vẫn ghi nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và kinh tế nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo. Báo chí bị quy hoạch và bất đồng chính kiến bị bắt tràn lan. Xã hội dân sự bị tấn công và ngôn luận bị kiểm soát chặt chẽ. Kinh tế Việt Nam bắt đầu chậm lại và nhiều thiết chế xã hội bị lu mờ. Đã một thời người ta hy vọng có được một nhà nước pháp quyền, một xã hội dân sự lành mạnh và nền tư pháp được cải cách. Tất cả những điều đó hầu như đang dừng lại, đặc biệt là tự do báo chí. Giờ đây dân chúng quan tâm đến những tín hiệu từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng hơn là những luận cứ công khai từ viện kiểm sát hay tòa án dựa trên tính độc lập của một nền tư pháp lành mạnh. Theo tổ chức Human Rights Watch ở Việt Nam đang có hơn 160 tù nhân lương tâm bị giam cầm vì chỉ thực thi các quyền cơ bản của mình và tình hình nhân quyền năm 2023 được tóm tắt bằng một từ u ám người ta sẽ nhớ ông những gì? Chiến dịch đốt lò, ngoại giao cây tre và đàn áp bất đồng chính kiến là những gì người dân Việt Nam sẽ nhớ mãi về ông. Họ cũng sẽ nhớ đến những niềm tin chân thành và nỗ lực vô vọng của ông nhằm xây dựng một thế hệ người cộng sản chân chính giữa một xã hội đầy dãy tư bản đỏ đang trở nên xa lạ với quần chúng cần lao. Dân cũng sẽ nhớ đến hình ảnh ông được Obama tiếp đón tại Nhà Trắng và hình ảnh đứng cạnh Tập Cận Bình giữa tiếng đại bác nổ và quân nhạc cử quốc thiểu, rồi sau đó là cam kết về chia sẻ một tương lai chung với Trung Quốc. Quý vị vừa nghe xong bài viết Di sản Nguyễn Phú Trọng, bài viết của luật sư Lê Quốc Quân được đăng trên trang blog Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, liệu có bàn tay tô lâm trong cái chết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một câu hỏi mà dư luận đang quan tâm nhiều nhất trong lúc này. Nhưng có một điều chắc chắn là là kẻ hưởng lợi nhiều nhất sau sự ra đi của Nguyễn Phú Trọng lại chính là đại tướng, chủ tịch nước Tô Lâm. Một nhân vật từng được coi là thuộc hạ thân tín, là thanh kiếm lá chắn và là cánh tay phải của ông Nguyễn Phú Trọng lúc ở đỉnh cao quyền lực. Liệu rằng đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi mà chỉ đúng một ngày sau khi Nguyễn Phú Trọng đồng ý trao quyền cho Tô Lâm chủ trì công việc của Trung ương Bộ Chính trị và Ban Bí thư thì ngay trong ngày hôm sau, báo chí Việt Nam đồng loạt đưa tin về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Như vậy, mấy hôm trước ông Trọng còn tỉnh táo để trao quyền lại cho Tô Lâm và được trao tặng huân chương sao vàng thì ngay trong ngày hôm sau, ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã hóa thành người thiên cổ. Như vậy, sau cái chết của Nguyễn Phú Trọng, tính đến thời điểm hiện tại Đại tướng Chủ tịch nước Tô Lâm đã nắm trọn quyền hành cả trực tiếp lẫn gián tiếp về mặt Đảng, tức là chủ trì mọi công việc quan trọng. Về mặt người đứng đầu của đất nước theo hiến pháp là chức vụ Chủ tịch nước. Và về mặt thanh gươm và lá chắn khi đã cất nhắc thành công lương Tam Quang lên vị trí Bộ trưởng Bộ Công an. Trước đó, theo một nguồn tin nội bộ, do yếu thế hơn phe cánh của Nguyễn Tấn Dũng, là thủ tướng chính phủ Việt Nam thời trước, ông Nguyễn Phú Trọng đã liên kết với Trần Đại Quang với giao ước ngầm là nếu thành công thì ông trọng sẽ giữ ghế tổng bí thư nửa đầu nhiệm kỳ, còn ông Quang sẽ làm người đứng đầu nhà nước một cách hình thức, tức là chức vụ chủ tịch nước nửa đầu nhiệm kỳ. Sau đó sẽ có màn đổi vai, ông Quang sẽ làm tổng bí thư, còn ông trọng sẽ giữ cương vị chủ tịch nước. Với những ai quen thuộc với nền chính trị Việt Nam đều biết rằng trong các chức vụ chủ chốt của bộ chính trị cộng sản thì chức vụ chủ tịch nước chỉ là một chức vụ hữu danh vô thực, là đại diện cho đất nước về mặt hình thức nhưng lại có ít quyền lực thực tế. Có lẽ chính bởi vậy mà sau khi đã say mùi quyền lực, ông Trọng không muốn nhả ghế cho ông Trần Đại Quang. Chuyện gì đến đã phải đến, ông Quang đã được thông báo là đã qua đời vào ngày 21 tháng 9 năm 2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với một mô típ quen thuộc là mắc bệnh hiểm nghèo, đã được các giáo sư bác sĩ trong và ngoài nước cứu chữa, lãnh đạo đảng và nhà nước quan tâm tạo điều kiện nhưng đã không qua khỏi. Trong khi chỉ trước đó mấy ngày, ông còn tham gia một loạt các hoạt động như tham gia một cuộc họp của Bộ Chính trị vào hôm 19 tháng 9, tiếp Tổng thống Indonesia thăm Việt Nam ngày 11 tháng 9, đánh chống khai giảng năm học mới 2018-2019 và không có biểu hiện gì của bệnh tật. Sau khi hạ được đối thủ chính trị, ông trọng đã có thời gian học tập theo ông tập cận bình, khi cùng lúc nắm giữ hai chức vụ. Chủ tịch nước để có quyền hành về mặt hình thức trong các nghi lễ tiếp đón cấp quốc gia và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam để nắm quyền lực thực tế. Nhưng có lẽ, sau khi cầm song quyền gần 3 năm, ông trọng cũng tự nhận thấy rằng chức vụ chủ tịch nước hữu danh vô thực đã làm ông mệt mỏi với lịch tiếp đón và làm việc dày đặc nà trong khi sức khỏe ông ta lại không thể so sánh với người mà ông ta học theo trẻ hơn ông nhiều lần tập cận bình nên ông đã nhả bỏ vị trí trên kể từ đó chức vụ về chủ tịch nước đã nhiều lần đổi chủ và mỗi khi có gì liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu lại là nơi bị ông trọng nhắc đến đầu tiên thay vì chính bản thân ông ta bởi nếu suy luận theo logic thông thường thì hiến pháp Việt Nam ghi đảng cộng sản lãnh đạo Vậy người phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu phải là bản thân ông ta mới đúng. Ông Nguyễn Xuân Phúc và sau đó là ông Võ Văn Thưởng đã phải từ chức trong những trường hợp như vậy. Nhưng việc cất nhắc ông Tô Lâm vào vị trí chủ tịch nước lại hoàn toàn không giống với hai trường hợp trên. Khi diễn ra đấu đá nội bộ, thật hoàn hảo, hiếu nhất được đối thủ chính trị vào vị trí hữu danh vô thực đó. Bởi vậy, sau khi đẩy được Tô Lâm vào vị trí trên Đồng thời tước bỏ chức vụ bộ trưởng công an của ông Lâm, ông Trọng có thể đã nghĩ rằng mình thắng. Tuy nhiên, những gì Tô Lâm đã làm cho thấy ông ta là người quyết đoán, có những hành động táo bạo và quyết liệt khiến cho chiêu bài quen thuộc của ông Trọng không thể được đem ra tái sử dụng. Thể chế công an toàn trị Gorbachev phiên bản Việt Nam hay sự khởi đầu của ngàn năm tăm tối. Sau khi bị tước bỏ chức vụ bộ trưởng công an, ông Tô Lâm đã có bước đi táo bạo không ngờ. Triệu tập các giám đốc công an của 63 tỉnh thành cả nước về Hà Nội vào sáng 28 tháng 5 tại Hà Nội, dưới vỏ bọc hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay. Tại đây, ông Lương Tam Quang, một người thân cận với ông Lâm, đã được hội nghị bầu vào nắm giữ chức vụ Bộ trưởng Công an, đặt sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam vào cái thế sự đã rồi khi lần đầu tiên, kể từ sau năm 1975, người nắm giữ chức vụ này không phải là ủy viên Bộ Chính trị, mà chỉ là ủy viên Trung ương Đảng. Không còn cách nào khác, chỉ một tuần sau đó, Quốc hội Việt Nam đã phải phê chuẩn chức danh này, đánh dấu cột mốc thế cờ lật ngược ngoạn mục của Tô Lâm. Sau khi loại bỏ thành công, ông Phan Đình Trạc và nhấc được người thân cận của mình vào vị trí Bộ trưởng Công an, ông Lâm đã có động thái vỗ mặt với ông Trọng và phe cánh của ông bắt nhà báo Trương Huy San còn được biết đến với tên gọi Âu Sinh Huy Đức. Huy Đức tuy không có vai trò gì to lớn trong Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng nhiều người biết ông là người một mực trung thành với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bằng việc bắt Huy Đức, Tô Lâm đã phát ra một thông điệp mạnh để dằn mặt phe đối lập trong cuộc thanh trừng nội bộ. Vậy là những gì mà ông Huy Đức đã từng viết, Bộ Chính trị trở thành con tin của Công an. Đã trở nên hiện hữu rõ ràng trong chính trường Việt Nam hiện nay. Đứng trước tin ông Lâm thâu tóm mọi quyền hành dưới bất đồng chính kiến tại Việt Nam, cũng có một số chiều hướng nhận định khác nhau. Một số người lạc quan cho rằng ông Tô Lâm lên sẽ là một Gorbachev của Việt Nam. Nhưng đại đa số đều cho rằng dưới thể chế độc tài toàn trị từ trước đến nay thì ông nào lên cầm quyền lực cũng vậy thôi. Thậm chí sẽ tối màu hơn cho tình hình nhân quyền Việt Nam khi mà một đại tướng công an khét tiếng với bề dày thành tích đàn áp các hoạt động nhân quyền của Việt Nam lên cầm quyền. Bức tranh đó còn ảm đạm hơn, khi mà vừa rồi một loạt các quyền hành của chính phủ vừa được chuyển giao cho ông Bộ trưởng Công an. Theo phân tích của luật sư Đặng Đình Mạnh, thì sau quyết định số 6613 của ông Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Công an từ nay còn có các quyền lực của các ông Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bộ trưởng bộ giao thông vận tải bộ trưởng bộ khoa học bộ trưởng bộ công nghệ và môi trường bộ trưởng bộ công thương và còn kiêm luôn cả quyền lực của thanh tra chính phủ điều này dường như là để bảo đảm không một dự án kinh tế nước ngoài nào có thể cài cắm các điều khoản nhân quyền khi đầu tư vào việt nam làm rắc rối thêm và gây đau đầu cho cơ quan quyền lực lớn nhất việt nam hiện nay bộ công an do vậy dự đoán bức tranh về nhân quyền việt nam trong vòng ít nhất 5 năm tới sẽ khá ảm đạm. Quý vị vừa nghe xong bài viết Tô Lâm đảo chính mềm thành công, thời đại công an toàn trị bắt đầu của tác giả Việt Dũng được đăng trên trang web báo Sài Gòn nhỏ. Kính thưa quý vị, Việt Nam đang tổ chức lễ quốc tang cho ông Nguyễn Phú Trọng. Theo nghị định số 115 năm 2012 thì đây là hình thức lễ tang cao cấp nhất dành cho cán bộ công chức viên chức nhà nước gồm 4 cấp lễ quốc tang, lễ tang cấp nhà nước, lễ tang cấp cao và lễ tang cán bộ công chức viên chức. Cũng đã 4 năm kể từ sau cái chết của ông Lê Khả Phiêu, Việt Nam mới tổ chức một lễ quốc tang. Do đoán qua ban lễ tang. Trong một lễ quốc tang có ban lễ tang nhà nước do Bộ Chính trị quyết định thành lập. Theo quy định tại điều 7 của nghị định kể trên thì ban lễ tang nhà nước gồm 25 đến 30 thành viên. Nhưng danh sách ban lễ tang được đưa ra lần này thì có đến 35 thành viên, trong đó chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng ban. Là một quốc gia ảnh hưởng của Nho giáo, vấn đề tang chế của bậc đế vương luôn thu hút sự quan tâm của bàn dân thiên hạ. Việc ai chủ trì lễ tang, ai đọc điếu văn sẽ là một dấu hiệu cực kỳ quan trọng truyền tải thông điệp về việc người kế nhiệm. Câu chuyện phe phái tranh giành quyền lực đã được bàn tán nhiều năm lại tiếp tục được hâm nóng ngay từ bây giờ. Khi người quan trọng nhất đang nằm trong nhà tang lễ và các thủ tục cho chuẩn bị một lễ quốc tang đang được tiến hành. Trong những ngày này, người dân dán mắt vào từng động thái xoay quanh đám tang để dò đoán thái độ của từng nhân vật cấp cao. Đã từng có những ánh nhìn xéo trong một đám tang để lại nhiều sự bàn tán diễn ra không lâu sau khi ông trọng bất ngờ hạ bệ được thủ tướng quyền lực nhất lúc đó. Thời gian tổ chức lễ quốc tang quy cách cờ rủ số lượng vòng hoa giải băng đen địa điểm tổ chức lễ tang và nơi an táng đều đã được quy định theo nghị định ông Tô Lâm với tư cách là trưởng ban sẽ đọc lời điếu và tuyên bố phút mặc niệm trong khi quân nhạc sẽ cử bài hồn tử sĩ của cố nhạc sĩ Lưu Hữu Phước ông Trọng sẽ được mai táng tại nghĩa trang mai dịch và vị vua hơn 13 năm qua sẽ trở về với lòng đất vô tri vào lúc 3 giờ chiều ngày 26 tháng 7 năm 2021. Đằng sau một cuộc đời, ông Nguyễn Phú Trọng được coi là nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất trong lịch sử hiện đại của Việt Nam. Là tiến sĩ về xây dựng Đảng, ông đã gây bất ngờ cho nhiều nhà quan sát chính trị khi loại được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để bước vào vị trí quyền lực tối cao vào năm 2011. Ông có vẻ đã tạo được một điểm nhấn sau cuộc đời mình. Khi ngờ ngạch đưa ra những yêu cầu và trách nhiệm nêu gương, tưởng như đương nhiên, nhưng vô cùng khó khăn đối với các đảng viên Cộng sản hiện nay. Nó vẫn tiếp tục là thách thức lớn với mọi con người. Ông cũng hé lộ sự ngây thơ chiến lược khi nói câu đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hay chưa. Nhận định rất hồn nhiên này đã làm cho nhiều chính trị gia ở Việt Nam và nhân dân bừng tỉnh vì sự mơ hồ về một chủ nghĩa mà trước đây đảng cứ nói chắc như đinh đóng cột là trong tầm tay. Đối với nhiều người đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường tất yếu, thậm chí đã ở ngay trước mắt. Ông cũng có biệt tài nói xuôn mồm, người nghe thấy liền mạch và hợp lý nhưng không động lại được gì về mặt tư duy. Là sinh viên khoa văn, ông có thể liên khúc nhiều chuyện nghe sướng tai nhưng thường là xung đột lẫn nhau. Chính ông cũng đang lúng túng trong một mớ lý thuyết về chủ nghĩa xã hội đang bị thực tiễn thách thức gay gắt. Lấy cảm hứng từ đà hổ diệt ruồi của Tập Cận Bình, ông thúc đẩy một chiến dịch chống tham nhũng được gọi là đốt lỏ. Ông đã chỉ đạo hàng loạt cuộc điều tra, xét xử nhiều vụ tham nhũng lớn, đưa ra ánh sáng nhiều quan chức cấp cao. Thế nhưng, nỗ lực đập chuột nhưng tránh vỡ bình của ông sẽ là vô vọng, vì chính chiếc bình sinh ra chuột và cuộc dượt đập này sẽ mãi mãi không bao giờ chấm dứt. Ông đã đi từng bước có lớp lang về mặt đảng, nhưng về mặt quản trị nhà nước, ông đã không đặt được một viên gạch nào đáng giá để lớp sau bước tiếp một cách chắc chắn. Trong thời kỳ ông trị vì, tự do báo chí bị bóp nghẹt, nhà nước pháp quyền suy yếu và xã hội dân sự bị triệt tiêu. Khi ông qua đời, báo chí Việt Nam trích dẫn lời của nhiều người ca ngợi và tiếc thương thậm chí cộng đồng mạng còn đổi cả hình nền để tiễn biệt ông, có lẽ không bao giờ còn tìm thấy một nhà lãnh đạo được yêu mến như vậy nữa. Đằng sau ông sẽ là một Việt Nam rất khác. Ông là chiếc gạch nối cuối cùng giữa những gì gọi là sự trong sạch quê mùa trong chính trị với một tầng lớp quan chức thực sự giàu có và đầy thủ đoạn. Ông là dấu chấm than của quá khứ đầy ảo tưởng với tinh thần thanh bạch nghẻ kẻ sĩ xưa kia sau đó là một tương lai bất định của chủ nghĩa tư bản đầy hoang dã hiện nay. Thanh gươm chặt củi Khi tiến hành đốt lò, ông rất cần một công cụ và thanh gươm ông sử dụng chính là bộ công an do Tô Lâm đứng đầu. Ông Tô Lâm đã theo thế đà đao mà ra đòn với các nhân vật có tiềm năng thay thế ông Trọng. Nhân vật đầu tiên được ông Trọng chọn là Trần Quốc Vượng đã bị hạ bể. Người sau đó là Võ Văn Thưởng, Ông Trọng đã trực tiếp trao quyết định phân công ông Thưởng làm thường trực ban bí thư y, rồi đưa lên làm chủ tịch nước như một sự ám chỉ về cương vị tương lai thay ông. Thế nhưng, con đường đi đến chức vụ cao nhất của Võ Văn Thưởng đã bị chặn đứng lại bằng trách nhiệm chính trị và ông buộc phải từ chức vào tháng 3 năm 2024. Bà Trương Thị Mai cũng là một chiến hữu được ông ưu ái và cất nhắc, được coi là nhân vật số 2 đã ngồi ngay bên cạnh ông trong cả hai cuộc tiếp đón và hội đàm cùng Tổng thống Biden và Tập Cận Bình. Một nhân vật khác nữa được ông tìm kiếm là Vương Đình Huệ. Nhưng cũng không lâu, ông Huệ Huệ cũng buộc phải từ chức mà phương pháp thực hiện cũng không khác bao nhiêu so với các nhân vật trước đó. Tức là dứt dây để động rừng. Nhà báo Trương Huy San trước khi bị bắt đã nói Việt Nam nên học Trung Quốc ở chỗ nên coi công an là công cụ của Bộ Chính trị chứ không để Bộ Chính trị trở thành con tin của công an. Tiếc rằng, thanh gươm Bộ Công an được ông Trọng sử dụng nhằm để triệt hạ những quang tham đã dần dần bành trướng, cản đường tất cả những ai có khả năng tiềm tàng bước đến vị trí cao nhất và buộc Bộ Chính trị làm con tin để Tô Lâm thực hiện ý đồ của mình. Tô Lâm, quyền lực và kẻ thù Với cương vị Chủ tịch nước và là trưởng bang lễ quốc tang cho ông Trọng, Tô Lâm đang là người có quyền lực nhất và ứng viên sáng giá nhất cho chức danh Tổng Bí Thư. Tuy vậy, ông sẽ còn hơn một năm nữa để chứng tỏ mình là lựa chọn duy nhất. Trước mắt chắc chắn, ông sẽ tiếp tục công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, đồng thời thực thi chính sách ngoại giao cây tre để duy trì thế chiến lược quân bình giữa Mỹ và Trung Quốc. Với chuyến xuất mã đầu tiên sang Lào rồi Campuchia, ông khẳng định cam kết coi trọng mối quan hệ láng giềng hữu nghị của Việt Nam với hai nước anh em và đã đụng đầu ngay với những lợi ích của Trung Quốc tại Campodia qua kênh đào Funan Techo. Trong bối cảnh có quá nhiều kẻ thù trong và ngoài nước, liệu ông Tô Lâm có đủ bản lĩnh để đối phó hay không? Tất cả phụ thuộc vào sự khôn ngoan của ông trong việc dàn xếp nội bộ, theo đó tuyệt đối phải dàn hòa được với cánh quân đội, giữ tình hòa hiếu được với người Anh phương Bắc và cả Hoa Kỳ. Nếu ông làm được như vậy, hình ảnh một vị tướng công an đã tham gia bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, ăn bò rát vàng hay chỉ đạo tấn công vào làng Đồng Tâm có thể sẽ được quên lãng. Khi đó, tất cả những kẻ bị lật tẩy, dí súng và đuổi đi, hiện đang ngấp nghé, sẽ tự biết mình và quy phục. Thế nhưng từ nay đến đại hội vẫn là một chặng đường quá dài đối với Tô Lâm và đêm dài lắm mộng. Quý vị vừa nghe xong bài Sau Quốc tang là điều gì cho Tô Lâm của tác giả luật sư Lê Quốc Quân được đăng trên đài tiếng nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong thông báo của bộ chính trị ngày 18 tháng 7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ không còn điều hành các hoạt động của đảng mà thay vào đó là chủ tịch nước Tô Lâm. Tuy nhiên, theo giới quan sát, trong thông báo, đảng đã kêu gọi toàn dân, toàn quân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng và sự quản lý của nhà nước. Đây là một nội dung cho thấy sự ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng từ việc ông Nguyễn Phú Trọng qua đời. Và việc chuyển giao quyền lực trong đảng sẽ hoàn toàn không suôn sẻ. Chỉ sau khi ông Trọng qua đời, mối quan hệ được cho là mật thiết giữa Tổng Bí Thư và cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm mới chính thức được tiết lộ. Theo giới thảo tin, trước khi hôn mê sâu vào chiều ngày 17 tháng 7, Tổng Trọng đã chọn ông Tô Lâm là người điều hành đảng thay ông, và sau đó Bộ Chính trị đã thống nhất. Với lý do, Ông Trọng tin tưởng ông Tô Lâm vì ông Lâm đã đóng vai trò quan trọng trong công cuộc đốt lò. Và ông Trọng tin tưởng Tô chủ tịch sẽ duy trì tiếp tục công cuộc chống tham nhũng, một di sản của tổng trọng. Qua đó đã thấy được chủ trương biến Việt Nam trở thành một nhà nước công an trị là chủ trương của tổng trọng mà bộ trưởng công an Tô Lâm chỉ là người thực hiện. Đó là lý do tại sao chủ trương đưa lực lượng thanh kiếm và lá chắn chuyển thành lực lượng còn đảng con mình của ông trọng được bộ trưởng Tô Lâm thực hiện triệt để với mục tiêu bành trướng sức mạnh của bộ công an. Bộ công an đòi hỏi hay yêu cầu bất kỳ vấn đề gì đều được tổng bí thư ủng hộ tuyệt đối. Và chỉ trong vòng hơn 8 năm sau đại hội 12, bộ công an đã trở thành một bộ siêu quyền lực. Bộ trưởng Tô Lâm trở thành một nhân vật có quyền lực vô đối như đã thấy. Một câu hỏi đặt ra, ai sẽ lên thay và giữ chức vụ người đứng đầu đảng sau khi ông Trọng qua đời. Theo giới phân tích quốc tế, sau khi ông Trọng chết đi, ngay lập tức sẽ xuất hiện một khoảng trống quyền lực. Và lập tức, điều này sẽ dẫn đến những tranh chấp đấu đá quyết liệt trong nội bộ đảng để tranh giành ghế Tổng Bí Thư. Trên thực tế, theo quyết định của Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ nắm quyền tạm thời theo sự phân công và thực hiện trong khuôn khổ các quy định của Bộ Chính trị. Như vậy, trên lý thuyết, Chủ tịch Tô Lâm không được phép tự tung, tự tác như thời Tổng Trọng còn sống. Dẫu rằng, ông Lâm đang có lợi thế trên cương vị lãnh đạo cao nhất, nên có thể cài một số tay chân vào các vị trí then chốt. Tuy nhiên, với đánh giá chung, ông không đủ tư cách đạo đức và phẩm chất để giữ cương vị người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Các phe khác trong đảng, cụ thể là giới tướng lĩnh quân đội và phe nghệ tính, có chịu chấp nhận để một ông tướng công an leo lên ghế tổng bí thư hay không. Đây là một diễn biến chưa từng có tiền lệ. Thực tế cho thấy, ông Lâm không nhận được sự ủng hộ của đa số các lãnh đạo cấp cao trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cũng như Ban Chấp hành Trung ương. Đây là một nhược điểm đã và đang được Thủ tướng Phạm Minh Chính triệt để khai thác thông qua mối quan hệ tốt với các tướng lĩnh quân đội. Theo quy định của Đảng, từ nay tới trước Hội nghị Trung ương 10 tháng 10-2023-2024, Bộ Chính trị sẽ phải triệu tập hội nghị bất thường hay thường niên khem để bầu tổng bí thư mới hoặc phê chuẩn nghị quyết cử ông Tô Lâm làm tổng bí thư tạm thời cho đến Đại hội 14 vào năm 2026. Ba lãnh đạo cao nhất hiện nay là Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban bí thư Lương Cường sẽ là những lựa chọn chính trong hội nghị 10 khi tiến hành bầu tổng bí thư mới. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất vẫn là liệu đa số các lãnh đạo cấp cao của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư có ủng hộ ông Lâm hay không? Nếu không, việc đấu đá nội bộ sẽ tiếp tục gây gắt, thậm chí còn gây gắt hơn trước và kéo dài cho đến năm 2026, năm diễn ra Đại hội 14. Xin nhắc lại, khác với các giới chức lãnh đạo thuộc khối dân sự, các tướng lĩnh thuộc Bộ Quốc phòng là bất khả xâm phạm. Quân đội có ưu thế đặc thù có hệ thống tư pháp riêng nên ông Lâm và Bộ Công an không có thẩm quyền can thiệp. Quý vị vừa nghe xong bài Vì sao hậu tổng trọng sẽ là giai đoạn xung đột dữ dội của tác giả Trà My được đăng tải trên trang web Thời báo Re. Tiếp theo mời quý vị nghe bài Kết thúc thời đại Nguyễn Phú Trọng tương lai chế độ thế nào? Bình luận của Huỳnh Trần được đăng trên trang web Đài Á Châu Tự Do. Thời kỳ cầm quyền của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kết thúc Dấu ấn và di sản của ông tiếp tục được nhìn nhận đa chiều, trong đó có ý kiến cho rằng ông để lại hai di sản dở dang là bảo vệ tư tưởng đảng và chống tham nhũng. Không đề xuất được người kế vị, ông Tân Chủ tịch nước Tô Lâm, nguyên Bộ trưởng Công an, thay ông điều hành đảng. Trong bối cảnh khủng hoảng nhân sự, cải cách thụt lùi và tăng trưởng khó khăn tương lai, chế độ thế nào là câu hỏi lớn được đông đảo quan tâm. Tương lai chế độ thế nào? Việt Nam có chế độ chính trị tương đồng với Trung Quốc, Đảng Cộng sản toàn trị. Hơn thế, do cùng chung hệ tư tưởng mác Lenin, nên sự tương đồng được nhận thấy trong nhiều chính sách của hai đảng, ta, đặc biệt là quan niệm về chủ nghĩa xã hội, chống tham nhũng và tập trung quyền lực trong thời kỳ cầm quyền của của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (2011-2020) và ông Tổng Bí thư Tập Cận Bình (2012 nay. Cả hai nhà lãnh đạo xuất hiện trên chính trường đều với tư cách những người cứu đảng với chính sách an ninh quốc gia, trong đó nhấn mạnh an ninh chế độ, an ninh ý thức hệ. Ngoài ra, cả hai đảng đã coi cùng xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai là có ý nghĩa chiến lược, dấu mốc lịch sử trọng đại. Đặc điểm này ảnh hưởng quan trọng đến những suy đoán về tương lai của chế độ đảng trị. Trước hết, từ khi lên nắm quyền lãnh đạo tối cao, Ông Tập Cận Bình thực hành hàng loạt các chính sách đối nội, siết chặt kiểm soát xã hội và đối ngoại kiểu chiến lang, khiến phương Tây lo ngại. Các nhà quan sát cho rằng, Trung Quốc trỗi dậy hung hăng, ông Tập đang quản lý đất nước theo kiểu thời Mao và tư tưởng thực dụng khởi xướng bởi Đảng Tiểu Bình đã chấm dứt. Trong bối cảnh mô hình Trung Quốc, thoái trào, tương lai thay đổi chế độ đã được suy đoán, trong đó có ba các kịch bản thu hút được sự chú ý và có thể tham khảo cho trường hợp Việt Nam. Đây là ba phương án được đưa ra dựa trên sự tổng hợp các luồng ý kiến của nhiều học giả, nhà nghiên cứu, nhà quan sát phương Tây. Thứ nhất là dân chủ hóa, thứ hai là nội loạn kéo dài, và thứ ba là chính thể độc tài mới. Kịch bản thứ nhất cho rằng mô hình Đảng Cộng sản toàn trị thời cải cách và mở cửa là biệt lệ và sớm muộn gì sẽ trở về con đường phát triển tất yếu đến chế độ dân chủ nghĩa là một hình thức chế độ chính trị được đảm bảo bởi thể chế tam quyền phân lập pháp quyền quyền con người trong đó tự do báo chí tự do hội đoàn trong quá trình phát triển kinh tế những yếu tố này tuy mạnh yếu ít nhiều khác nhau nhưng tiêm ẩn trong xã hội và sẽ bùng phát dẫn đến thay đổi tuy nhiên nó chỉ diễn ra từ trên xuống top down và việc thâu tóm tập trung quyền lực đảng có thể trở thành chướng ngại vật cho tiến trình dân chủ hóa đất nước kịch bản thứ hai lo ngại về bạo lực và hỗn loạn kéo dài khi chuyển tiếp chế độ khi những thách thức vượt tầm kiểm soát của đảng như kinh tế suy thoái do quá thái vật chất khủng hoảng cơ cấu suy giảm động lực đời sống khó khăn khoảng cách giàu nghèo nới rộng ô nhiễm môi trường già hóa nhân khẩu học ngoài ra nạn tham nhũng trầm kha mang tính hệ thống đang hủy hoại chế độ tuy nhiên chống tham nhũng nhưng lại lợi dụng loại bỏ các đối thủ chính trị để củng cố quyền lực tuyệt đối tập trung đối đầu với phương Tây thay vì cải cách chính trị để thích nghi với bối cảnh quốc tế đang phân mảnh, phân cực. Theo đó, Đảng thúc đẩy an ninh quốc gia, an ninh chế độ, chủ nghĩa dân tộc. Kịch bản thứ ba đề xuất, Đảng Cộng sản có thể chấp nhận một chính thể pháp quyền tham vấn, Consultative Rule of Law, chấp nhận tư pháp độc lập, chấp nhận đa nguyên nhưng không có bầu cử cạnh tranh. Có thể lãnh đạo Chopu sẽ học hỏi mô hình của Singapore bán dân chủ, nửa độc tài. Cố Thủ tướng Lý Quang Diệu, người sáng lập ra Singapore hiện đại, từng giải thích rằng dân chủ là rào cản cho sự phát triển, vì thế chế độ độc tài là cần thiết cho sự thịnh vượng quốc gia. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa hai quốc gia là quá lớn, chẳng hạn Singapore được quản lý với quy mô chỉ như là một thành phố. Hơn thế, sự khác biệt về ý thức hệ sẽ là yếu tố quan trọng xác định mô hình thể chế độc tài kiểu này hay khác. Việc phân tích tương lai là thách thức. Nhà biên kịch vĩ đại William Shakespeare mùng 5-6-16-16 đã coi dự đoán là việc liều lĩnh và việc đó được ông ví như một kẻ ngu ngốc kể chuyện. Thật khó khẳng định chắc chắn kịch bản nào ứng với chế độ trong tương lai chế độ. Tuy nhiên, xuất phát từ thực tế những gì đang diễn ra và quá trình vận hành chế độ như đã nêu trong các phần trước có thể liều lĩnh đề xuất cách tiếp cận riêng. Trước hết, Tránh rơi vào kịch bản thứ hai là điều mong đợi hơn là có sự thay đổi đột biến. Một giai đoạn chờ thời hiện hữu trong bối cảnh hỗn độn về nhân sự, tiếp tục di sản của cố tổng bí thư bảo vệ tư tưởng đảng và chống tham nhũng sẽ là điều không dễ dàng với lãnh đạo không được quy hoạch. Chế độ phải mất chí ít một nhiệm kỳ để ổn định chính trị cũng như vạch ra đường hướng phát triển. Gần ba nhiệm kỳ dưới sự lãnh đạo của cố tổng bí thư với đầy biến động, bất ổn di sản và ngổn ngang dấu ấn. Trong đó, nguyên tắc tập thể lãnh đạo bị sói mòn, Bộ Chính trị đã rệu rã và Ban chấp hành Trung ương, cơ quan quyền lực nhất của Đảng Cộng sản đã yếu đi. Dù đã có thời gian chuẩn bị nhưng chưa nhiều, ông Tân Chủ tịch nước với quyền điều hành Đảng cũng không thể lấn lướt tập thể này. Ông ấy có thể sẽ được bầu vì sự ổn định, nghĩa là vì cá nhân họ thay vì tâm phục, khẩu phục. Sau đó, Chế độ có thể sẽ trải qua một chu kỳ vận hành mới khó lường. Trước hết, một khả năng nhãn tiền là phải tính đến xu hướng chuyển sang Trung Quốc hơn và giữ khoảng cách với phương Tây vì những lý do sau. Một là, đường lối cứng rắn mới với trụ cột là an ninh chế độ ưu tiên chuyên chế cần thiết có đồng minh ý thức hệ. Hai là, thách thức tứ bề thọ địch, trong đó Trung Quốc đạo diễn khiến Việt Nam phải nhượng bộ biên giới phía bắc tiềm ẩn bất ngờ. Biển Đông nguy cơ căng thẳng do tranh chấp. Từ phía Tây và Nam Campuchia kết thân và Lào phụ thuộc ngày càng sâu về kinh tế. Ba là chính sách chống các quyền tự do dân chủ khiến các nhà đầu tư nước ngoài có thể hạ thấp kỳ vọng của họ về môi trường kinh doanh và làm trầm trọng thêm những bước lùi cải cách. Bốn là Việt Nam dường như phải đặt cược rủi ro nhiều hơn trước xu hướng đa dạng hóa đầu tư của phương Tây ra khỏi Trung Quốc. Trung Quốc tăng cường đầu tư chiếm vị trí dẫn đầu vào việt nam và cảnh báo được đưa ra liệu một trung tâm trung chuyển hàng hóa trung quốc sang hoa kỳ và các nước phương tây khác năm là ngoại giao tre của việt nam bị níu kéo bởi ý thức hệ cộng sản có thể dễ uốn cong ngả theo hướng tới các đối tác độc tài truyền thống cùng xây dựng cộng đồng chung tương lai việc bỏ phiếu trắng trên các diễn đàn liên hiệp quốc tế đang gây quan ngại đáng kể tuy nhiên về lâu dài sẽ là sự tất yếu hướng tới dân chủ như kịch bản thứ nhất nêu trên với những lý do sau. Một là, dân chủ được phát triển đồng thời với kinh tế thị trường. Nó là sự kết tinh của tiến hóa nhân loại, nó sẽ không thể đảo ngược hoặc thay thế. Những động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, suy cho cùng cũng từ cơ chế thị trường, nơi sản sinh sức sáng tạo, kiến thức, năng lượng cho sự phát triển. Hai là, tăng trưởng đảm bảo tính chính danh cho Đảng ngày càng giảm khi kinh tế thị trường phát triển mức sống ngày càng nâng cao của người dân và sự đòi hỏi thỏa mãn nhu cầu tinh thần trong đó có sự tham gia chính trị ba là nền kinh tế mở là kết quả của chính sách hội nhập với thế giới để phát triển theo xu thế thời đại đã nâng vị thế việt nam vượt qua khác biệt về ý thức hệ và khó có thể thay đổi thực tế phát triển kinh tế thị trường những năm qua đã cho thấy việt nam bị ràng buộc vào hệ tư tưởng cộng sản phong trào xã hội chủ nghĩa quá sâu và quá lâu để có thể độc lập vươn lên. Ngoài ra, cân nhắc 5 lý do vì sao chủ nghĩa cộng sản sống thỏ để cải cách thể chế sao cho khát vọng thịnh vượng của người dân không trở nên viển vông. Cuối cùng, điều cốt lõi là tương lai đất nước và tương lai chế độ phải do tất cả người dân có ý chí và quyền tự do quyết định.